đãi cực sốc để tri ân khách hàng đã gắn bó với công ty vest Việt Tiến Thành. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các anh các chú bộ sưu tập những mẫu vest mới và thịnh hành nhất thu đông năm nay với giá siêu đãi dành cho 100 khách hàng may mắn nhất, chỉ 999.000 một bộ, gồm một quần, một áo tặng kèm ngay, một áo sơ mi trắng, một cà vạt cấm lụa, một dây lưng da tổng hợp, một túi bảo quản chống nấm mốc, một móc treo chuyên dụng và được miễn phí giao hàng tận nhà. Bộ vest bên em được làm từ vải Tipsy loại 1 nhập khẩu Ấn Độ. Sản phẩm được ép nhiệt chống co giúp áo luôn giữ được form dáng, áo giặt thoải mái, không bay, không xù, không phai màu khi giặt. Áo được thiết kế hai lớp chắc chắn, đặc biệt với nhiều màu sắc đa dạng, phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng. Mã 865, màu kem sáng. Mã 862, màu xanh navy. Mã 867, màu vàng cát. Mã 861, màu đen tím than. Mã 967, màu xám đá. Mã 971, màu cà phê. Mã 977, màu ghi. Mã 975, màu ghi đá. Mã 869, màu đen trơn. Tất cả các sản phẩm bên em còn được bảo hành 1 năm, cam kết đúng như quảng cáo. Không những vậy, bên em còn vận chuyển sản phẩm đến tận nhà, mặc vừa người ưng ý mới cần thanh toán. Không ưng các anh có thể trả lại mà không mất bất cứ một chi phí nào khác. Lưu ý, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các anh các chú mua hàng nhớ kỹ logo tem mác của vest Việt Tiến Thành. Xin cảm ơn.